xem bộ sưu tập trà sữa của mình có những gì nào. À, sticker khổng lồ trà sữa nè, hộp hút trà sữa nè, tẩy trà sữa nè, quyền vở. Ơ, cái này không phải trà sữa rồi. À, mình sẽ lấy sticker dán vào đây. Dán vào đây kiểu như này thì nó sẽ thành một quyển vở sticker trà sữa rồi. Đó, ở đây là thầy trà sữa, còn đây là gấu băng trà sữa. Yeah, mình có nhiều đồ trà sữa quá à. Đấy, mình mới mua cho em mình một cái bảng ô cửa bí mật hình gấu râu như thế này. Có khi em mình lại thích cũng nên. Đấy. À, cái này mình sẽ chỉ lấy cái cốc trà sữa thôi, còn mấy cái này mình vứt hết đi. Tuyết ơi, Tuyết. Sao ấy chị? Em đang làm gì đấy? Em đang nghịch tẩy nè. Ơ, sao em vứt đi? Tại vì là em không lấy mấy cái hình kia, em chỉ lấy mỗi cốc trà sữa thôi. Này, em không được như thế chứ. Như thế là lãng phí đấy. Mấy cái tẩy này thì em vẫn dùng được mà. Nhất thiết phải đầu dùng trà sữa đâu. Em chỉ thích mỗi trà sữa thôi nên em chỉ lấy trà sữa thôi. Máu máu, đổ trà sữa làm cái gì? Mấy cái này á, bộ sưu tập trà sữa của em đó. Rồi, mấy cái này chị biết rồi. Nhưng mà hôm nay á, chị mua cho em cái khác. Cái gì hả chị? Hay trà sữa à? Không, hay hơn, đẹp hơn và đặc biệt hơn cả cái mấy cái hình trà sữa của em luôn á. Em chả thấy có cái gì đặc biệt hơn hình đây trà này. Sữa cả. Đây, nhìn này. Ua, em biết không? Em, lại có không? Sao chị không mua trà sữa cho em? Thì chị xem rồi nhưng mà không có hình trà sữa cho nên là chị mua cái hình gấu râu này cũng đẹp mà. Em không thích đâu, em thích trà sữa. Đây này, không những là mình có thể chơi được nhá, mình có quà nữa đây này. Quà là những cái móc gấu râu này cũng màu hồng đó. Sớm, em vứt đi. Em thích trà sữa cơ. Em thích trà sữa cơ. Thì phải mua trà sữa cho em. Trà sữa thì đây, bao nhiêu đồ trà sữa rồi còn gì. Nhưng mà mấy cái này vẫn không đủ. Em thích một cái ba lô trà sữa, một cái bộ quần áo trà sữa, một đôi dép trà sữa, một cái mũ trà sữa cơ. Trà sữa. Chán à? Không biết chán à? Cái đấy có gì hay đâu. Gấu râu xấu ỏm. Xấu đâu mà xấu, em không biết là nó cũng rất là hot à. Đây này, em không biết đâu. Ở trong cái này á, là những cái ô bí mật đấy. Mở nó ra xong rồi mình sẽ phát hiện ra cái phần quà bí mật ở trong đấy là gì. Không, em không thèm, em không thích, chị vứt đi. Chị vứt đi, em không thích. Em có biết chị mua bao tiền không hả mà vứt đi? Em không biết, em không muốn biết luôn. Này, thấy chị chơi cho xem này. Ví dụ mà thấy hay thì em chơi nhá. Con thèm xem. Lúc nào cũng thế nhở. Chị tí chị lại vứt hết mấy cái này đi bây giờ. Chị mà vứt của em là em mách mẹ luôn. Thế lúc này em còn vứt đồ chơi của chị chứ kìa, chị mách mẹ đấy. Em không chơi thì chị chơi nhá. Đừng có mà thèm đấy. Kệ chị cứ chơi đi, em không thèm chơi. À, để xem nào. Xem ở đây có 40 ô cửa bí mật này. Bây giờ thì mình sẽ chọn một ô nhỉ. Ô nào đây nhỉ? À, mình sẽ chọn ô này đi. Để xem bên trong này có phần quà gì đây. 1, 2. Chả có cái gì hay bằng đồ trà sữa hết. Gấu râu chắc là chả có gì đâu mà. 2, 3. Ồ, có cái gì đấy? Chắc là chả có gì đâu mà. À, em ơi, nhìn này. Wow, có móc khóa hình con gấu luôn này. Bây giờ mình sẽ xỏ vào xong rồi mình treo lên trên bút, lên trên móc khóa đấy. Đẹp ơi là đẹp đây này, thấy chưa? Hơi bị đẹp luôn nhá. Còn bao nhiêu ô nữa, có khi lại có rất là nhiều phần quà khác nữa. Để chị xem, chị xem cái này đi. Ôi, ở chỗ này đi để xem có cái gì đây nào. Wow, một chú gấu nữa màu tím luôn. Ui dồi ôi, đẹp thế nhỏ, có nhiều gấu quá à. Ui, móc khóa đẹp chứ. À, toàn là gấu thế này nhỉ. Ôi thế còn những cái móc khóa trên này thì sao nhỉ? Có khi có những ô số bí mật xong rồi mình được chọn quà ở trên đấy. Ô, ở đây không có số này. Bây giờ thì chị sẽ chọn một ô nữa nha. Ô cute này đi, gấu cute này. Ú, để xem có cái gì ở bên trong. À, lại một chú gấu nữa này. Một chú gấu này thì màu xanh da trời. Wow, hay quá. Em thèm chưa? Muốn chơi không? Chị ơi chị. Hả? Mấy cái gấu râu này đẹp nhở? Lúc nãy em bảo là chỉ có trà sữa mới đẹp chứ gấu râu sống mù. Em thấy chị á, được mấy cái móc khóa ở đằng sau cái ô cửa này nó cũng đẹp ấy, cũng gần giống với trà sữa ấy. Hay là chị có em nhá. Em thích mấy cái này nè. Cũng em thêm được cái hình ở bên trên này này. Nhưng mà em xem này, ở trên này có số đây này. Xong rồi là em phải chọn những cái ô ở đây á. May mắn thì mới được đấy. Không thì chỉ được những cái móc quá nhỏ nhỏ như thế này thôi.
Thế thì em bốc thử xem em có may mắn không? Ừ, em thử xem nào. Vâng ạ. Để xem có may mắn bằng chị không? Em sẽ chọn hình này. Ok, để xem bên trong có gì nào. Gấu rau có gì? Cắp, cắp, cắp. Tôi mở cửa nhá. Tình. Một bàn gấu rau màu nâu này. Trời ơi, em ơi, cái này đẹp hơn cái của chị lúc nãy luôn á. Vâng ạ. À, mỗi hình là một cánh cửa khác nhau nên là quà sẽ là khác nhau mà. Em sẽ mở bạn khác đi. Mở khác đi xem nào. Em sẽ chọn nó ở cạnh chị lúc nãy. Rồi, ok. 2, 3. Yeah. Wow. Ôi, em ơi, cái này đẹp đấy. Gấu rau đang ngồi trên một cái miếng dưa hấu. Em ơi, cái này đẹp quá hả? Em bốc toàn hình đẹp thôi. Ôi, em may mắn thật đấy. Thấy chưa? Thấy em là người may mắn. Ê, cái bạn gấu rau này nhìn giống con heo. Nên em sẽ chọn bạn ấy. Tên có gì? Một chú màu cam nữa. Một chú màu cam cũng rất là đẹp mà, đúng không chị? Chị ơi xem này, mình đã bốc được mấy bạn liền rồi đó. Nhưng mà cả khi là tất cả những cái ở trong đấy đều là gấu râu đấy. Ừ, có thể là như thế chị nhỉ. Nhưng mà em thích mấy cái bạn gấu râu to to ở trên này cô. Em thích nó á? Vâng. Em cứ lấy đi, hoặc là em bốc chúng thì em lấy. Em thích bốc số cơ. Thế là tò mò, em sẽ bốc hết được không? Được, em mở ra hết. Bạn này chắc chắn là sẽ có. Hả, là bạn màu xanh thôi nè. Màu xanh lá cây. Thích bạn này đâu, thích bạn này. Ok, mà thử em này. Có gì? Hả? Em để ý xem có số bên trong không nữa nhá. Thế ạ? À? Không có, chỉ có cái móc hóa thôi. Ủa thế là em chưa may mắn rồi. Chị ơi chị, chị chọn hình cho em. Em chọn cái này được không? Đâu? Đây. Được. Ok. Nào, cắp cắp cắp, tớ mở cửa nhà bạn nha. Hí. À, cái này màu màu xanh. Chị ơi chị, bây giờ em sẽ chọn một hình bất kỳ. À, một ô bất kỳ, em cho chị đoán xem là bên trong có gì nhá. Ok. Hình này, bên trong có gì? Chắc chắn là một chú gấu râu, có thể là màu đỏ chẳng hạn. Sai bét, em nghĩ là màu tím này. Màu hồng. Chết đúng rồi nha. Đây đúng là bạn gấu râu luôn nè. Bạn này nhìn dễ thương em nhỏ. Vâng ạ. Tiếp theo, chỗ này đi. Chỗ này đâu, là đâu? Không có hình gấu râu. Em nghĩ là hình có số. Thế không có. Chán quá à. Mấy bạn này chả biết số ở cái nào ta. Thì có hẳn là 40 số cơ mà em. Cái này nhá, bạn này nhá. Ok. Dễ thương nè, dễ thương. À, một bạn màu cam nữa. Màu cam nè. U trời, mấy bạn màu cam này toàn lấy trong suốt thôi. Nên là nhìn cái mặt gấu râu không được rõ lắm. Em sẽ chọn, em sẽ bốc hai hình một lúc luôn. Hai hình này. Tên. Wow. À, em tìm được một cái số 1. Wow, cái số 1. Em ơi, mình may mắn thế. Chị ơi chị, cái số 1 là cái bạn gấu râu đầu tiên này. Em được một cái móc khóa rồi. Trời ơi, may mắn đấy nhờ. Chị có bốc không? Có. Đây, bây giờ đến lượt chị nhá. Bây giờ đến lượt chị nhá. Vâng ạ. Chị cũng sẽ mở hai ô liền một lúc. Chị chọn đi. Để xem có may mắn như em tìm được cái móc khóa to không. Chị sẽ chọn hai ô này đi. Đâu? Đứng liền nhau này. Em nghĩ là không có móc khóa to đâu. Ở đây có một bạn thỏ ấy vậy. Bạn thỏ đấy. Thế ạ? Đúng rồi. Đây này. Đúng rồi. Thỏ này. Thỏ màu tím. Còn bên cạnh là gì vậy? Để chị xem nào. Ở đây có màu xanh. Đây là gấu xanh. Vâng. Không phải là cái nào cũng may mắn đâu chị ơi. Đúng rồi, tại vì ở đây khoảng 40 ô thì chỉ có 4 ô là có cái này thôi. Vâng ạ. Chị sẽ chọn một cái ở đây đi. Một cái ở đây nữa. Ok. Em ơi, nhìn này. Chị được số 1 rồi. Đúng rồi này. Số 1 là chị sẽ được một cái móc khóa khổng lồ đấy. Thế chị chọn cái nào cũng được đúng không? Vâng, chị lấy cái nào? Chị thích bạn này này. Thế chị lấy đi. Trời ơi, em ơi nhìn dễ thương quá à. Chúc mừng chị nha. Em với chị mới ngửi được một cái móc khóa khổng lồ rồi đấy. Ok. Ở đây cũng có một bạn thỏ nữa này. Nhưng mà chỉ còn mỗi hai cái móc khóa khổng lồ thôi. Hay là bây giờ chị em mình chơi ấy đi. Dạ, chơi nhận đi. Nhận ô á. Đúng rồi. Thế chị nhận trước đi. Rồi, bây giờ chị xem chọn mấy ô này từ đây trở đây ra đây. Ok. Xong rồi em bên này nhá. Vâng ạ, thế chị mở trước đi. Ok. Còn lại bên kia em sẽ mở. Ok. Đấu nhiều tiếp à. Để xem mấy cái ô số 1 may mắn kia thì sẽ ở bên nào. Chị ơi, một cái rồi. Chị ơi, được một cái nữa nha. Đây là chị được hai cái móc khóa to rồi. Yeah. Có chị đây. Đây còn mấy ô bên này của chị nữa đây này. Mở hết đây này. Ô, gì đây? Đây là gấu râu đang ngồi trên quả chuối nè.
tiếp theo đi. Bỏ hết mấy cái này ra. Nhanh, em tò mò quá à. Tâm cứ từ từ thôi nào. Còn một cái móc khóa tao không biết là của ai ta. Đấy bên này xem nào. Không có. Đó là gấu sâu chỉ thôi. Chỉ còn có mấy hình nữa thôi. Còn có 5 hình. 4. À đó, 5, 5. Nhanh lên, em may mắn lên nào. Cái gì đấy? Bí mật. Và chữ gấu màu xanh. Em ơi, chơi cái này thích quá à. Vui nhờ chị nhờ. Bí mật nha, mình không biết là cái gì ở bên dưới. Tiếp đi chị. Đấy. Đây là một gấu. Chú thỏ. Đó, đây là thỏ mà em. Vâng ạ. Thỏ cả gấu luôn. Ui, chúng ta được rất là nhiều móc khóa luôn chị ơi. Em mà tí nữa cái này á, mình mang sang chia cho mấy bạn nhỏ hàng xóm nữa đi. Vâng ạ. Chị hết rồi, chị hết rồi. Thế thì cái này thì chắc chắn là của em rồi còn gì. Đây, bây giờ đến lượt em múc nha. Giờ thì đến lượt em. Chị ơi, ở đây em còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, em tặng là 10 hình đó. Hai cái trên này xem có cái gì nào. Một chú thỏ. Chú thỏ màu đỏ. Bên này là một chú thỏ màu xanh này. Nhưng mà chưa thấy được cái móc khóa để lấy bạn khổng lồ này. Em thích bạn gấu râu này. Mà kiểu gì em chả được, bởi vì em của chị có thấy đâu. Là hai bạn, một bạn màu cam và một bạn màu xanh này chị ơi. Còn có mấy hình nữa thôi, có khi nào không được không? Có mà, làm sao mà không được. Màu xanh. Xem nào. Cái này không có gì. Thưa bạn màu, một màu bạn cam. Một bạn màu xanh. Ui, tiếp theo. Móc khóa cuối cùng là của em rồi đấy. Chị ơi nhìn này, bạn này á phải to gấp mấy lần bạn này luôn nè. Chị thấy rồi. Hai bạn đó trên lệch khác nhau luôn. Nhìn chị to hẳn. Ba hình nữa em không nốt đi. Màu cam. Bạn này màu xanh. Một bạn cuối cùng là màu đỏ. Thế là hết rồi chị ơi. Chị nhìn này, chị nhìn thành quả của hai chị em mình nè. Nhiều luôn em. Chị thích nhất cái nào? Chị á, chị thích nhất đây này, cái này chị thích hình này. Bạn này à? Em lại thích bạn ôm quả dâu tây này cô. Đây chị thích bạn thỏ màu tím này nữa nè, chị thấy rất là đẹp tím này. Tím á? Nhiều nhờ chị nhờ. Chỗ này chắc là phải 24 ô. Thế là chúng ta có 24 cái móc khóa đấy. Ai bảo em thế hơn mà. Thế á? Em tưởng là 24 ô nè. Đâu 40 ô mà. 40 ô. Wow. Thế 40 là chúng ô ta... là chúng ta 40 cái. 40 cái, với người là 20 cái. Mình sẽ chọn ra hình đẹp đẹp đi. Hình này đẹp nè. Đúng rồi, cái hình đấy đặc biệt đấy em. Cái này nè, có một bạn màu nâu của em tìm được á. Đây này. Đây có bạn đây này, đây. Đâu, rồi, hình nói chung là hình bạn nào cũng đẹp chị nhỏ. Đúng rồi, đây cả bạn này nữa thì cũng rất là đẹp. Wow, mấy bạn này cũng đẹp nhưng mà mỗi tội là trong suốt nên chúng ta không nhìn rõ màn. Chị ơi, hai chị em mình chia nhau đi. Ok em. Em sẽ lấy bạn gấu có cái quả dâu tây này. Chị sẽ lấy một bạn này. Yeah. Còn mấy cái này thì chia đôi. Vâng ạ, đây chị một nửa. Chị ơi chị, em thấy cái bộ đồ chơi chị mới mua này hay quá à. Đúng rồi, em thấy chưa? Có phải mỗi đồ chơi trà sữa hoặc đồ ăn trà sữa mới ngon mới tốt đâu. Vâng. Nhưng đồ chơi khác cũng rất là hay luôn. Công nhận á chị, nhưng món đồ chơi khác á, cái nào cũng thú vị nữa mà. Thế mà em cứ từ trước đến nay chỉ chơi mỗi trà sữa thôi. Đấy, thấy chưa? Lúc đầu có con người bảo đó, vứt đi, vứt hết đi. Không, từ nay em sẽ không bao giờ vứt nữa. Dù là món đồ mình không cần thì người khác vẫn sẽ cần đúng không chị? Đúng rồi đấy em có biết không? Những các bạn hàng xóm các bạn làm gì có đồ chơi như thế này đâu. Vâng ạ, thế từ nay á em sẽ gìn giữ đồ chơi này. Đồ mình không dùng thì mình cũng sẽ gấp gọn vào. Đến khi nào bạn nào cần thì mình cho. Em này thấy chưa? Đẹp mình quá. Mình treo cái móc này vào nè. Chị ơi, hai chị em mình treo hết móc vào sau đấy là đem chia cho các bạn đi. Được đấy. Vâng ạ.